Ha, chào mọi người, mình là Huy, mình là kỹ sư tự động hóa của Bosch Việt Nam. Thì hôm nay mình nói về nhóm tự động hóa của Bosch Việt Nam với thương hiệu là Bosch Retros. Bosch có tự động hóa, đó là một cái thông tin rất là mới đối với các khách hàng tại Việt Nam. Vì đối với khách hàng Việt Nam, trong nhận thức Bosch là một thương hiệu lớn của Đức, nhưng mà thiên về các sản phẩm dân dụng nhiều hơn, như là máy khoan cầm tay, camera, máy rửa chén, tủ lạnh cao cấp. Retros là công ty con của Bosch Việt Nam. Vào năm 2001, Bosch sáp nhập Retros thành nhóm Bosch Retros và kinh doanh các sản phẩm như là thủy lực và tự động hóa. Trong tự động hóa của Retros thì mình lại chia ra làm hai nhóm rất là lớn. Thứ nhất đó là nhóm điện, thứ hai đó là nhóm cơ khí. Điện thì chúng ta có các sản phẩm như là BOC, màn hình, servo drive, biến tần. Về cơ khí thì có băng tải, có thanh chừa tĩnh tiến, có các xi lanh điện. Sản phẩm của Bosch nhóm tự động hóa sẽ phù hợp cho rất nhiều các khách hàng, từ lớn cho tới nhỏ, cho các rất nhiều ứng dụng khác nhau. Hẹn gặp lại các bạn ở video thứ hai. Nếu các bạn muốn biết nhiều thêm thông tin về Bosch Việt Nam, Bosch Retro Việt Nam, các bạn nhớ subscribe trang YouTube, follow trang LinkedIn hoặc là truy cập vào trang bossretros.vn. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn. Ủa anh Huy phải bưng cái không cần, thôi 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 để đó, để đi.